Bây giờ là con hát. U múa được chưa? Được. Ok. À du hỡi ơi du, mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng mấy năm. Thôi, hôm nay con hát chán lắm ý. Eo ơi, sáng đi ngoài đường lạnh đang mất giọng đây này. Mà con nói thật, con nhìn U võ vẽ quen rồi, bây giờ U múa trông nó cứ như cào cào châu chấu ấy, cứng lắm. Thì thế mới đang tập cái thằng. Hay thôi, hủy đi U ạ. Ừ hay. Ngại lắm. U tham gia cái này cũng là vì thằng Quân đấy. Hay nhỉ? Thì trước giờ nó có thích U võ vẽ đâu. Bây giờ nhân có tí văn nghệ thế này, U mới đồng ý tham gia để cho nó vui lòng. Rồi, biết rồi nhé. Thế nhưng mà bây giờ như nào con hát không hát, giọng con đang hỏng thế này. Thôi bây giờ là mày múa U hát cho nó đúng tinh thần. Rồi ok. Vì anh Quân đấy nhá, nhà đang bao việc đây này. Biết rồi. Thế nhưng mà bây giờ con múa như nào, bây giờ U phải hướng dẫn con động tác chứ. Thì mình có phải là chuyên nghiệp đâu. Bây giờ lời bài hát nó như thế nào thì mình thể hiện đúng như thế. Rồi ok. Ừ. Bây giờ con hát, à con múa theo lời của U hát nhá. Rồi. Má đi. Ôi giời ơi, khiếp giật cả mình. Kệ. Rồi, tập trung. À du hỡi ơi du, mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng, bấy nắng sớm chiều mưa dòng, chín tháng so chín năm, gian khó tinh khôn cùng. À du hỡi ơi du, mẹ thương